Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022 tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không khí buôn bán khá vắng vẻ, tiểu thương đang ngóng khách đến mua hàng. Điển hình như chợ phường 11 quận Tân Bình, các tiểu thương đã bắt đầu bày biện bán bánh kẹo, mứt và đồ trang trí Tết, nhưng lượng khách đến mua không đông. Năm nay lượng hàng nhập về bán Tết chỉ bằng một nửa năm ngoái, giá nhập về có tăng nhẹ nhưng bán chậm hơn mọi năm rất nhiều. Ngoài những sạp hàng bánh kẹo thì các mặt hàng trái cây cũng không mấy khả quan. Chị Nguyễn Thị Lý bán trái cây ở chợ đã 14 năm kể. Dịp Tết nên chị nhập thêm cá chép, đồ trang trí bàn thờ ông Công ông Táo về bán. Lượng hàng hóa năm nay đầy đủ các mặt hàng nhưng chỗ sản xuất giảm số lượng. Năm nay thì nói chung bán cũng chậm đâu, ăn Tết thì cũng dũng hơn nhiều, cũng như là mấy năm. Nói chung là cũng có ăn Tết nhưng mà dũng hơn ít. Mắc hơn một xíu nhưng mà là bán chậm hơn, dũng hơn mấy năm. Tại chợ An Lạc, quận Bình Tân, các tiểu thương và khách hàng cũng trộn rộn mua bán Tết. Nhưng theo đánh giá của tiểu thương, chợ vẫn vắng hơn mọi năm. Mọi năm bán 10 phần thì năm nay chỉ bán được 7 phần. Còn ông Trịnh Văn Dũng bán bánh kẹo Tết ở chợ trên 40 năm cho biết giá bánh kẹo nhập về tăng 20% so với năm ngoái, nhưng bán lên ít lợi ích. Hàng hóa năm nay là so với năm ngoái là chỉ có 30% so với năm ngoái thôi. Không có dám nhập nhiều cũng tại vì là thấy năm nay là dịch đó, rồi với lại khách cũng thưa lắm, thấy cũng vắng, vô hàng quá nhiều mà thấy vắng nổi dưỡng rồi vắng khách. Tết mọi năm chợ An Lạc bán rất nhộn nhịp, qua đợt dịch này nhiều người trả sạp nên chợ không còn rộn ràng nữa. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.